Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay bữa nay nhà mình đi chợ, đầu tiên đi chợ cả gia đình mọi người. Từ nhà mình đi chợ thì nó không có xa mấy, nó gần thôi à. Cho nên mình đi bộ cho nó khỏe. Bữa nay đi ba người mình không có xe hơi á, cho nên mình đi bộ mà. Đó. Hôm nay trời nắng đẹp mọi người. Trời nắng rất là đẹp luôn. Ơi, xe này đi. Ủa, có xe máy thôi. Trời nắng vậy nhưng mà lạnh lắm mọi người. Ủa, ta có xe máy không? Ủa, xe máy quay đâu? Quay sao nó có chuyện nó chỉnh lại, cứ coi nhìn cái máy quay à. Đây đi đi. Cho mẹ đang quay con. Đúng rồi, cái gió lên. Trời đẹp không? Trời nắng quá đẹp phải không? À. À, có gió mọi người, có gió lên này. Đi là mà đi đó. Hơi lạnh mọi người ơi, chưa có quen lắm nên hơi lạnh. Dù nắng nhưng mà vẫn rất là lạnh. Nhưng mà có thích phơi nắng. Máy bay vậy? Máy bay không? Máy bay mọi người. Đó. Ba con chim kìa. Ở đây có nhiều chim đó lắm. Con chim đó nó hay đi ăn cắp đồ á. Trời nắng đẹp quá ha. Cái này quay ngược nắng, này quay lên trên này. Đi sang bên này cho nắng nó đẹp, cho nắng nó ấm. Không biết nó. Cái trẻ. Đi ra thấy ở đây bên này giống gì Việt Nam không? Hả? Mi ra thấy giống Việt Nam không? Không có giống cái cây này. Trời ơi, cái khác cái trời lạnh này đúng không? Ê, cái cây này giống như bạn của con hả? Ê, trời ơi, nó rụng về tội nghiệp chứ. Nó tội nghiệp những cái cây. Ê, đi sang bên này, sang bên này. Sang. Người ta không cần với ai, người ta cũng chào vậy ha. Mình lịch sự, Tây nó lịch sự. Trời ơi, chứ mình tại thường mình đi bên này đường này, mình đi này là trái đường. Đi bên phải chứ. Nhưng mà trời đi bên nắng nó mát hơn, nó ấm hơn. Người Tây người ta lịch sử lắm, người thấy vậy người ta tránh mình à. Người ta không như là, nhưng mà tùy người ấy, biết không? Cũng tùy người nhưng mà đa số người ta lịch sử. Người ta thấy mình đi bộ người ta tránh nên. Ở đây này có mấy bông hoa đẹp chưa? Phi ra thấy không? Đẹp không? Hoa cúc hả ba? Phi ra đứng xếp này, quay chỗ này nè. Đó, đẹp chưa? Mọi người ơi, mình thích tha. Ôi mọi người. Nổi tiếng đó chưa? Tối nhiệt độ nó xuống. Bữa rồi qua cái mùa hoa mimosa nó đẹp lắm, đầy hoa nở vàng vàng rực luôn. Và vậy mình có với có tên là đại lộ mimosa kìa đó. Đó. Avenue là đại lộ. Cái này giống như ở Đà Lạt á. Đúng rồi. Cái đường này giống ở Đà Lạt á. Mình đang ở Đà Lạt mà. Đang đi xuống thung lũng tình yêu nữa. Coi chừng té con ơi. Trời ơi, cái này nó tay con đi. Trời ơi, tục vần luôn rồi.
Việt Nam ha. Đúng rồi, ở đây Việt Nam mà. Thì đó, ở đây là Đà Lạt đó, Đà Lạt thành phố mộng mơ. Mẹ đây là ngoài quê, ngoài quê ngoại em á anh. Đúng rồi, trời ơi, đây là ngoài ấy nè. Coi như cành rừng cọ này đi. Rừng cọ. Cái cọ này á. À, cái cọ. Cái này giống y như ở quê ngoại em. Người ta mất mèo, người ta tìm mèo coi. Người đang tìm mèo á. Con mèo này vậy? Con mèo nó mới mất á. Mất tích hả? Ờ, nó bị mất á. Trời ơi, tội nghiệp luôn, con khóc luôn rồi. Con khóc luôn nè. Không biết. Trời ơi, trời ơi. À, có đại lộ Mimosa hả? Mimosa, đây là đại lộ Mimosa, tại sao không kêu bằng vậy? Đây nhiều Mimosa hả? Đúng rồi. Mọi người ơi, mình là... Thôi chừng té vậy con. Trời ơi, mày không ai biết con không vậy ra. Chắc có người tính ta không chứ. Ờ, nắng à, chỗ phút này nắng này là ấm rồi. Trời ơi, biết hôm nào mà xe vậy? Xe ra đi lên đỉnh Everest luôn hả? Đúng rồi. Con mấy chiếc xe đậu ngoài đường này là sao? Nhà của ta người ta đậu á. Ý là bên này được phép đậu ngoài đường hả? Thì không phải, tùy chỗ, trong này không mấy nhưng mà có chỗ nó phạt. Nó cấm nó phạt nhiều. Ủa, chuyện. Cái chỗ kia có bảng stop mà sao xe nữa vẫn chạy vậy? Bởi vậy nhiều khi người ta ẩu hoặc là người ta không thấy xe thì theo luật thì người ta phải dừng lại rồi mới đi. Nhưng mà thấy không có xe người ta giọt luôn, nó sao đâu. Chuyện đó cũng là xảy ra thường xuyên. Đó thì theo luật đó người ta dừng lại. Hết năm điểm lỗi này đó. Thì đúng là luật nó phải dừng lại. Nhưng mà bây giờ có những cái người ta thấy an toàn người ta dọc. Theo luật là phải dừng lại. Dừng vừa xong rồi đi. Tại những ghi là stop mà. Stop. Nó ghi là 50 mét stop kìa. Đó. Rồi quan sát không có ai mới đi. Nhưng mà người thấy người ta nhìn không an toàn, thấy an toàn người ta dọc. Để đi con ở nhà đi, ba mẹ đi. Không, không sợ. Ôi anh, hoa này đẹp quá vậy. Ừ, hoa đẹp mà. Trời nắng đẹp mà. Ở khu này sao nhà nào cũng đẹp. Đi bộ tốc độ 30 cây số nha, không được đi nhanh hơn nha. Thế vậy chứ. Đã đi xe, người ta nói đi xe tốc độ 30 cây số thôi, tại vì đây khu đẹp. Dân cư. Hoa này đẹp quá hả? Ừ. Nhưng hoa lay ơn bên mình đó. Nè, đấy là hoa nở này đúng không? Cái vườn hoa nở quá trời luôn hả? Ừ, hoa hồng đẹp chưa mọi người? Nó và mùa đông đưa anh đông phía sau lưng. Em nói qua rồi. Thời dịch này. Trời. Bây giờ là 5 giờ chiều mọi người, 5 giờ chiều mà trời nắng quá, trời nắng còn heo. Nó sắp sửa tới mùa hè này cho nên mặt trời lặn khoảng 7-8 giờ tối, trời với mặt trời với lặn á. Nhưng đúng là mùa hè là khoảng 9-10 giờ. Mặt trời nó mới xuống. Này nhà mình đi chợ mọi người. Trời nắng đẹp cho nhà mình đi chợ. Gần tới mọi người. Chợ ở phía trước này, gần tới mình ra thấy mệt không? Đến đi bộ thấy mệt không? Mệt. Mệt hả? Nãy giờ mẹ không cho con ngửi. Thôi nghỉ ơi, cây hoa đẹp chưa? Hoa đẹp chưa? Hoa đẹp chưa? Hoa quá đẹp ha. Mùa xuân hoa nở rất là đẹp mọi người. Trời nắng đẹp quá. Nè, nhà này có cây quýt rồi mọi người. Đó. Bên chợ đâu? Có cây quýt rồi hả? Chợ đằng trước mặt. Bên chợ đâu? À, mất kẹt chợ kia. Nè, cái này cái kêu là dùng chạy 30, tốc độ 30 nha. Nếu mà đi xe máy thì phải đi lên cổng trên nha, còn đi bộ đi vô đấy cũng được. Rồi, đi vô đi. Rồi, ơi, có dừng xe kìa. Có dừng xe, cẩn thận đấy. Có dừng có xe. Bé mẹ con không bao giờ bị xe tông chết đâu. Rồi, đi sang đi. Bé mẹ con đi qua. Người ta đụng hay à. Đụng vào. Ủa, anh cây này cái gì hả? Ủa, cái này là cái gì hả? Ờ, hoa đẹp không? Hoa đẹp ha. Cái tóc nè.
trời lạnh rồi. Cái gì cẩn thận đó. Cái gì? Cái từ đó, Carrefour đó. Carrefour, Carrefour là ngã tư á, nhưng mà đây người ta lấy cái tên chợ Carrefour là chợ ngã tư ấy, hiểu không? Chứ không phải là Carrefour. Carrefour là ngã tư, ngã ba đi đó, ngã tư. Có dừng xe kìa, xe. Ông lái xe này đi vô trong parking. Cái này là thiệp này nè. Không, cái đó nó có ấy sẵn rồi. Có lấy táo nữa không? Lấy táo không? Táo còn mất rồi á. Đó, cái đùi heo này. Đó, bữa trước mình mua này, Mira con thấy cái đùi heo chưa? Đó, đùi heo đó. Đó, ăn kem mà. Đồng đúng không? Ừ, một đồng hết. Thì mỗi lần nấu nữa ta một cái thôi. Mẹ. Được chưa? Ăn luôn tôi đi. Cái gì đấy? Ủa ba, cái này là kem gì á? Kem Việt Quất hả? Ừ, đúng rồi, trái Việt Quất á. Trái dâm buông. Còn kem này kem gì ba? Kem thôi, được rồi, một hũ được rồi. Anh lấy hơn nhiều chi. Mua gì nữa? À, kem đánh răng kìa. Kem đánh răng có rồi. Hôm qua anh mới mua 2 hộp hết đây. Ừ. Bên này, sang bên này này. Kem đánh răng con còn nhiều á. Không, ế mẹ cái sao hả? Cái này đi. Cái đó cả tắm cả gội luôn. Đúng rồi. Còn cái này tắm không nè? Không, lấy tắm gội á. Ờ, này, tắm gội đó. Tắm gội. Không. Cái này là cả tắm cả hồi hả anh? Ừ. Cái đó tắm 2 trong 1 này tắm rồi, lấy cái đó không được. Cái này body and hair này. Còn cái này thì chỉ có tắm mà. Nó thích cái này rồi, nó nhìn thấy công chúa là nó thích rồi đó. Rồi sao lấy cái công chúa rồi, đi. Rồi, bây giờ đi mua cái đồ giặt ấy với lại móc nữa rồi đi về. Đồ giặt gì? Ôi, bắt đầu trời lạnh đó mọi người. Hôm bây giờ là khoảng cứ 5 6 giờ ha đúng không? Trời bắt đầu nó xuống, nhiệt độ xuống nó lạnh. Đi ra tái hay con? Hết nắng rồi, nãy trời nắng rồi, hết nắng rồi. À, cầm á, cầm á. Đó. Nãy mình đi, mình không có mang xe á mọi người. Cho nên mình đi bộ giờ về, đi chợ giờ sắp được quá trời rồi không? Sói ca đi chợ. Chín chợ tất cả. Nhưng mà đi cứ thấy là mình mua nhiều quá cho nên cuối cùng là quá trời đồ đó mọi người. Sắt rất là nặng. Giống như xây nhà lúc đầu vậy. Mình xây nhà cái mình tưởng mình dự trù là khoảng nhiêu đó tiền không? Cái mình thấy đi đâu mình thấy thích cái này đẹp, cái kia đẹp, cái nó đẻ ra quá trời tiền, lúc mà xây xong căn nhà nó đội lên giá quá trời luôn. Đó là cái tính tham sân si của con người. Ba mình mà nhảy xuống đây mình té hả ba? Đúng rồi. Nhưng mà ta ché này đâu nhảy được. Ta đỡ tay ba nặng thì ba đỡ. Mira xây qua đây nè. Hello. Ủa mẹ hoa tím đẹp chứ con. Hoa tím nữa là... Ba biết ba hát bà hoa tím không?
Thôi tiếng nó lưng và mình đêm sắp phổ gian này. Sạch lắm, đường rồi sạch bon. Cái đường đẹp quá. Cái này trải chiếu ra tối nằm ngủ đấy được. Tối nằm ngủ người ta đi người ta không thấy được. Ủa anh, cái đường này là người ta chuẩn bị làm hả? Anh, cái đường này người ta chuẩn bị làm đúng không? Cái này sao giống bông cúc vậy anh? Nó bông hồng nhỏ này. Giống bông cúc bên Việt Nam á hả? Biển báo. Biển báo đường gồ ghề. Biển chỉ dẫn đó con. Con thích biển báo chỉ dẫn đó. Ừ. Ủa con học rồi mà. Trời ơi, con học biển báo rồi. Con học biển báo nguy hiểm, biển báo cấm rồi. Biển báo nguy hiểm mà có hình xe lửa mà. Biển báo cấm là có một cái con người đi lên cầu thang. À lộn, biển báo cấm là không được đi, không được chạy 20 vòng. Còn biển báo nguy hiểm là có hình chiếc xe lửa mà. Biển báo nguy hiểm. Con biển báo mà hình như nó biển báo chỉ dẫn mà việc đi lại. Cô dạy em tập thể dục buổi sáng, một hai ba bốn cái thải bay lên trời, bay lên mình và tay ra mà xúc mặt buông cả hai tay tập thể dục ra. Trời, cái đít kìa.
Hả? Ủa đi vô đây được không anh? Mình thấy người ta đóng cửa rồi kìa. Vô đây đi con. Đâu có gì đâu. Con biết chơi, biết chơi. Con leo lên là con tụt xuống thôi à. Coi chừng té. Coi chừng té nha con. Không sao, đi lên đi. Thì con bước chân qua. Dạ rước mọi người. Quay đi kìa. Mệt quá, nãy giờ sắt nặng quá, giờ mình phải vô công viên ngồi nghỉ xíu. Mệt quá trời luôn. Mình té nha. Đây đây, để ba giữ mũi cho. Ê, hai cha con. Có phải đi từ từ bên kia? Ai mà đi đường đó bây giờ? Tập leo đi. Leo ấy, leo giống như là ấy. Bấm chắc tay vô nha, bấm chắc tay vô, leo lên, leo lên. Leo cái đường đó lên đúng rồi. Không có được. Cái này khó lắm. Cứ leo lên ba chỉ cho, cứ leo lên. Leo lên. Rồi. Leo lên nữa đi. Không có leo được. Con leo lên nữa, con leo cao lên. Sợ. Ba dựng cho. Rồi leo nữa. Đó, thấy chưa rồi. Đó rồi đi sang bên này. Đi nữa này, đi nữa. Có bấm 3G đâu, có mạng. Bấm đi. Có chừng té nha. Không có té đâu à. Hồi nãy con leo cái kia con. Con quen rồi, giờ con leo cái này con còn quen hơn nữa. Chào mọi người nha. 2, 3. Thôi đừng có leo đó. Mẹ lấy cái này nè. Cái đó có chút xíu leo chứ. Cái đó nhưng mà ôi con sợ. Lấy cái đó con sợ không leo này. Lấy cái này dễ nhăn bánh. Thôi mà cũng để tay này. Qua đi. Ừ. Để tay chân này. Ừ. Còn ghê. Bữa nay có mình đi ra ngoài công viên chơi thôi à. Đi đi, con đi tới đi. Đang dịch mà đó hả? Trời ơi, ca sắp bằng đi. Vui vẻ. Con mặc cái bộ này con. Rồi, đi đi.
mọi người ơi, bây giờ mình đã đi chợ về mọi người, gần tới về tới nhà rồi. Bây giờ sắt nặng quá, hai vợ chồng sắt cái giỏ này mọi người. Anh bé đi chiếc nó quay. Thường thường mình đi xe máy mình đi chợ này về cho nhanh, nhưng mà giờ hôm nay cả nhà đi thì đi bộ cho nó vui. Đó. Nói chung là vừa đi bộ vừa đi dạo. Đưa bà, có máy quay đấy, đưa bà. À, đi. À, đi. Rồi, bye bye mọi người nha. Chào mọi người nha. Hẹn video tiếp theo nha mọi người. Bye bye.